Xin chào các chế. Chào mừng các chế đã quay trở lại chương trình Hello các chế của em. Anh ơi, lái xe đi làm gì vậy? Hello. Are you texting? No, I'm okay. Anh ơi, lái xe đi, sợ quá. Lái xe một tay vậy à? Không tuân thủ luật giao thông gì cả. Hello em. Vô nhanh như vậy. Chào em nha, trời ơi. Thả tim à? Thả tim vừa vừa thôi em ơi. Chị đi ra bên ngoài dùng 3G ấy, cho nên là sợ là nó bị rớt mẹ. Buồn với mọi người tí. Sao nhìn hôm nay em béo thế nhỉ các chế? Trông em có béo hơn không? Như thế này có béo hơn không? Béo. Không, chị Mai qua tới sinh rồi em. Chị Mai qua sinh được hơn một ngày rồi. Nhưng mà tại vì mọi người biết không, tại vì á, về xong là mệt quá, thế là đâm ra là không có buồn với mọi người được đó. Béo lại xinh. em học được ở trên video ở trên mạng đó. Đồ nướng, chị Mai qua tới sinh rồi, đi ăn đồ nướng, hai vợ chồng hẹn hò đi ăn đồ nướng với lại anh An. Yes, bà xã. Yes, bà xã. Đâu có nói anh đâu mà yes, bà xã. Chị Mai đang trên đường. Chị Mai đang trên đường đi, lái chậm chậm thôi ba. Ba ơi, tôi sợ ba ơi. Chậm chậm thôi. Okay, 1, 2, 3 together. Không, chậm chậm thôi. I'm scared lắm. Slowly thôi. Slowly what? Driving đây. Oh, sợ thế? I'm driving. Okay. Đi như kiểu ăn okay, cướp vậy. Đi từ từ thôi má. Ờ đúng rồi, chắc là chị ngủ nhiều đó em. Tại vì đi từ hôm về tới giờ, đi từ hôm sang sinh tới giờ là ngủ. Tại vì buồn ngủ quá, mệt ấy, thế là ngủ. Hôm nay mắt chị buồn à? Không phải đâu, tối quá cho nên là không nhìn thấy như vậy đấy. Hôm nay sinh như thế này mà. Mỗi tội là nhìn mặt, chắc là tích nước. Cái tội uống nước xong là ngủ. Ngủ liên tục. Ngủ liên tục cho nên là nó mới tích nước như vậy. Trời ơi, mà thôi béo lên được nhỉ. Béo lên cho xinh gái khiếp. Mấy hôm trước gầy kinh quá. Anh ơi hát không? Hát đi. Hát đi. Hát đi cho đỡ, cho vui, không bật nhạc à? Hát nhá. You start. Kiểm tra bài cũ xem hôm nay có thuộc bài cũ không. Ông chị Mai đang lái xe mà anh à, không phải chị Mai lái xe, anh An lái xe. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà ra. Bà rất vui, bà vui thôi, rất vui. Bà vui. Chế lời má. Bà ra bà vui. Bà vui thôi, bà rất vui. Bà Thảo, bà Thảo ơi. Bà ra. Bà già. Vì tóc bà trắng. Bà già vì tóc bà trắng. Bà già vì tóc bà trắng. Nói như kiểu tiếng Lào má. Anh An biết hát hai bài rồi. Còn một bài nữa đang học nhưng mà anh An học lâu quá. Bài này thuộc lắm rồi, bài bà ơi bà này thuộc lắm rồi. Cái bài kia đang học nhưng mà học dở, chưa xong, chưa dám hát, xấu hổ. Bà Thảo ơi. Bà Thảo ơi. Cháu yêu bà Thảo lắm. Cháu yêu bà Thảo lắm. Ừ. Bà Thảo. Bà Thảo, ta bà sao Thảo. Em. Oh, bà Thảo. Okay, sorry. Bà Thảo ơi, cháu yêu bà me. Thảo lắm. Nguyễn Thị Thảo. Nguyễn ông gọi tên cả tên cúng cơm của bà ngoại tôi ra vậy hả ông? Nguyễn Thị Thảo. Nguyễn Thị Thảo. Nguyễn Thị Thảo. Anh đi đâu đấy? Where you going? Korean barbecue. Where? I thought it's just really close to our place. New one. What's new one? Where is it? Vivo City. Oh. This is a chain restaurant from Vietnam, from Korea, so hopefully it's good.
Đâu mọi người đang comment gì đợi em xíu. Mắt em đang cận lòi đây này. Mắt em đang cận lòi đây này. Ngủ nhiều tích nước béo lên à. Béo lên là được này, cơ bắp cuồn cuộn các chế. Sợi. Từ khi lấy chồng đã có cơ. Sợi. Đi tập gym. Sợ chưa? Ngày trước còn lâu mới có cơ nha. Ngày trước à. Ngày trước ở Việt Nam không có cơ đâu. Ngày trước là thịt nó cứ nhão nhão ấy. Nhưng mà đợt này các chế nhìn em này lấy chồng xong sợi đi tập gym. Đã có cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng mà để bình thường á, để bình thường thì không thấy cơ. Để trừ khi mình gồng lên thì mình thấy cơ thôi, còn lúc mà để bình thường thì không thấy cơ. Đó, thịt nó săn lại rồi. À, cái bài hôm trước dạy anh ạ, đang định dạy anh An hát quốc ca Việt Nam. Hát quốc ca Việt Nam nhưng mà bài đấy khó quá anh An không học được. Anh An không học được, dạy mãi nhưng mà không học được. À. Hôm trước bắt anh An gọi là đứng ở sân xong bắt đầu giơ tay này. Giơ tay đứng nghiêm hát quốc ca của Việt Nam nhưng mà sau khi dạy ông ấy tầm khoảng 5 phút sau ông bảo khó lắm không học được đâu em ơi. Thôi quay lại hát bài bà ơi bà thôi. Bài quốc ca Việt Nam khó lắm hát không được. Bây giờ là mò đi ăn. Xong bắt đầu rồi tí nữa về. Xong rồi gọi là chuẩn bị đồ nghề để sáng mai đi tới trường. Nói anh An chào mọi người hả? Anh ơi. Yes, master. Anh chào mọi người đi. Em ơi. Anh chào mọi người đi. Xin chào đi. Xin chào. Xin chào cái gì? Xin chào các chế. Xin chào các chế. Rồi, các chế ơi. Các chế ơi. Anh yêu các chế lắm. Anh thích cả chế lắm. Thích ai? Thích hả? Em. Thích em thôi nha, không được thích các chế, các treo gì đâu nha. Bóp không cổ. Yêu cả chế, thích cả chế. Không yêu các chế, chỉ thích các chế thôi đúng không? Which one is better? Ờ thôi, thích cũng được. Thôi, được rồi. Thích thì được, nhưng mà không được yêu. Em biết rồi. Em biết rồi. Ừ, em biết rồi. Anh biết rồi chứ không phải là em biết rồi. Không được yêu các chế nha, chỉ được thích các chế thôi. Ok. Ok. Biết chưa? Biết. Biết rồi. Biết rồi. Anh biết rồi mà. Anh biết rồi. Tốt. Lần đầu tiên tôi được gặp anh. Tốt. Hả? Market say tốt. Market say tốt. In our wedding. Tốt. Today is a good day for a wedding. Good. Tốt. Lần đầu tiên tôi được gặp anh. I say tốt. Because I'm lazy to say anything more. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi chứ không phải đúng rồi. À, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. 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 Không phải là đúng rồi đâu, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ai là người đẹp nhất? Hả? Hmm? Ai là người đẹp nhất? Ai? Ai đẹp nhất? Oh, em đẹp quá. Em đẹp nhất. Em đẹp nhất. Em đẹp lắm. Em đẹp lắm, đúng rồi, chính xác. Còn gì nữa không? Anything else? Em super đẹp quá. Em super đẹp quá. Thôi dùng tiếng Việt đi bố. Bố cứ dùng vừa nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt với bố. Hôm nay đông thế. Hôm nay đi xe đông thế. À, có mấy cái live stream chị Mai buôn về cách học tiếng Anh rồi đó mọi người. Đúng rồi, trời ơi, sao mà Vi biết được. Trời ơi, về tới Sài Gòn mà mọi người cũng nhìn thấy Mai ngồi ở hôm đó ngồi cà phê cùng với lại hai chị nữa. Đúng rồi, sao nhìn thấy Mai vậy? Hôm đó không có make up gì xấu lắm đúng không? Nhìn như con ma điên lắm đúng không? Đúng không? Đúng rồi, hôm đó ngồi nhưng mà không biết là em đi kiểu gì mà em nhìn thấy chị Mai vậy, dữ vậy, thẳng soi dữ vậy. Anh ơi. Dạ. Anh có yêu em không? Anh rất yêu em. Yêu nhiều không? Hmm? Yêu nhiều không? Yêu nhiều. Nhiều như thế nào? Yêu nhiều em. Anh yêu em,
nhiều em là cái gì hả má? Anh yêu em nhiều lắm. Ok, tốt. 10 điểm. I'm making new ways to speak Vietnamese. Tốt, được. Giỏi. Let's make the language more modern. Tôi lại ông người nước ngoài, ông đi ông kêu bây giờ ông sáng chế tiếng Việt. Yeah. Thôi ông bớt sáng chế cái bằng sáng chế của ông á. Thôi nghỉ đi, thì nghỉ khỏe đi. Anh ơi. Yes. Anh yêu gia đình em không? Anh yêu gia đình em. Anh yêu gia đình em như thế nào? Yêu gia đình em nhiều không? Yêu gia đình em. Yêu gia đình em, yêu bà ngoại. Yêu bà ngoại. Yêu ai? Yêu who? Yêu mẹ. Yêu mẹ, ừ, yêu ai nữa? Yêu bà ngoại, yêu mẹ, yêu ai nữa? Yêu bà ngoại. Bà ngoại rồi. Mẹ rồi. Ok, that's enough. Thế thôi á? Yeah. Chỉ yêu bà ngoại với yêu mẹ thôi á? Thế you thôi á? You can only love mother and grandmother, can't love other people too much. Tại sao lại ra không yêu người khác? Because they kind of outside the main center. Phân biệt đối xử nhỉ? Thế không yêu chú à? Không yêu bác à? Because your mother gave birth to you, must love your mother. Because your grandmother gave birth to your mother. Nói tiếng Việt. Tại sao? Tại vì mẹ sao? Tại sao anh yêu mẹ? Mẹ. Tại sao? Tại vì mẹ sao? Mẹ là em mẹ. Mẹ là em mẹ là cái gì? Tôi bảo ông sáng chế linh tinh tại vì mẹ. Mẹ là em mẹ của em. À đúng rồi, mẹ là mẹ của em. Sơi, chuẩn, chính xác rồi. Tại sao yêu bà? Tại sao? Tại vì sao? Tóc bà trắng. Yêu bà bởi vì tóc bà trắng. Tôi lại má. Tại vì bà sao? Tại vì bà dễ thương lắm. Đúng không? Yêu. Thế không yêu ông à? Không yêu ông ngoại à? I'm concentrating, I'm driving. Don't want accident. Không yêu ông ngoại à? Cannot focus. Tại sao không yêu ông ngoại? Em sẽ về em nói ông nha, anh không yêu ông ngoại nha. Không yêu ông. Yêu bà, yêu mẹ. Yêu bà ngoại với yêu mẹ. Dễ thương gì đâu. Yêu mẹ bởi vì mẹ là mẹ của em. Yêu bà bởi vì tóc bà trắng. Bà đáng yêu nữa đúng không? Bà đáng yêu không? Anh? Em yêu gia đình em... anh không? Em yêu gia đình anh không? Không. Không? Good choice. Gia đình anh buồn lắm, không yêu gia đình anh đâu. Có chứ, em yêu gia đình anh lắm. Anh ơi. Yêu ai? Yêu ai à? Yêu mẹ anh. Yêu mẹ anh. Ừ. Yêu mẹ của anh. Yêu mẹ của anh, đúng rồi. Em không yêu chị gái anh. Ok. Em không yêu em gái anh. Ok. Không yêu em gái, không yêu chị gái. Đúng rồi, không yêu em gái, cũng không yêu chị gái của anh đâu. Chỉ yêu mẹ anh thôi, ok. Yêu Sammy không? Yêu Sammy không à? Yêu Sammy. Yêu ai nữa? Yêu bố của anh. Yêu Sammy, not bố, yêu Sammy. Yêu Sammy, ok rồi, nhưng mà yêu không cả bố. Không là bố. Sao không yêu bố? Sammy là Sammy. Biết là Sammy là Sammy rồi. Yeah. Nhưng mà yêu bố nữa mà, em cũng yêu bố mà. Ok, yêu bố. Yêu bố. Ok, good job. Yêu bố này, yêu Sammy này, yêu mẹ của anh này. Yêu chị gái. Không yêu chị gái, trời má ơi, yêu chị gái cái gì? Không yêu em gái. Chị gái với em gái đáng ghét thế mồ. chị chồng với cả em chồng thật là đáng ghét, không yêu. Ok, thích chị gái. Thích, không cũng không thích luôn. Không yêu cũng không thích. Ghét. Ghét, ghét lắm. Rất ghét. Ok. Rất ghét. Rất ghét luôn. Thế anh không yêu em gái của em à? Hả? Cháu của anh. Cháu của anh á? Ok. Đẹp không? Cháu của anh thích không? Ừ, ok đẹp, em. Đẹp không? Cháu của anh đẹp không? Ui, cháu của anh xấu chết được ấy. Xấu lắm. Cháu gái với cháu trai của anh. Cháu gái xấu nhưng mà cháu trai đẹp trai. Cháu trai đẹp trai anh ơi. Cháu gái xấu gái. Cháu trai đẹp trai. Cháu trai đẹp trai mà cháu gái xấu quá. Xấu quá, vừa xấu vừa béo lắm. Béo lắm. Ừ, béo lắm, xấu lắm. Béo lắm, béo lắm, gạo lắm. Béo lắm, xấu lắm. Gấu lắm là cái gì mà? Cao. À cao. Cao lắm chứ không phải gao lắm, cao. Cao. Ừ. Thấy không? Vợ chồng em bây giờ nói tiếng Việt hơi bị siêu. Những cái câu như kiểu giao tiếp trong gia đình này là em Mai rồi anh An nói chung là ok hết rồi. Đây đỗ xe bên trái này, đây có bãi đỗ xe này. À, có
có một spot này. Nó chảnh chó lắm hả em? Anh ơi. Yes, bà rồi. Chị gái anh chảnh chó. Em gái anh chảnh chó. Em gái em chảnh chó. Không, nói chung là không có chảnh chó gì mà mình không hợp tính thôi. Mình không hợp tính thì mình nói với chồng mình là mình không hợp tính. Vậy thôi, đâu có gì đâu. Sự thật nó là như vậy. Nói chung là mình lấy chồng mình chứ mình đâu có lấy chị gái hay em gái đâu mà sợ. Ăn cơm đi. Ăn cơm đi, đúng rồi, ăn cơm thôi. Đói quá, anh đói không? Đói quá. Đói, anh đói không? Đói quá. Đói quá. Ok, đợi em để em mở cửa đó. Đâu rồi? À ôi. Không hợp bởi vì không hợp tính thôi. Em với cả mẹ chồng hợp tính nhau lắm. Tại vì mọi người biết không? Tại vì chị gái với cả em gái của anh An ấy như kiểu tính đàn ông ấy, không có độ nữ tính mà nói chung là không thích làm đẹp, không thích một cái gì hết ấy. Xong rồi cứ nghĩ rằng là nói chung là hai người đó rất là đàn ông, rất là manly. Còn mẹ anh An thì rất là nữ tính dã man luôn á, mà thích make up này. Mẹ anh ấy hầu như ngày nào cũng make up, ngày nào cũng làm tóc, ngày nào cũng điệu. Nói chung là mẹ anh An thật sự rất là điệu. Xong rồi nữ trang các thứ rất là nhiều. Cho nên là em với lại mẹ anh An cực kỳ hợp tính nhau, hai người hợp nhau dã man luôn. Xong mẹ anh An cũng không hợp với lại hai người con gái. Mẹ anh An bảo chứ, cái lúc mà em với anh An lấy nhau á, mẹ anh An còn bảo là ôi, giá như mày là con gái của mẹ thì thật là vui. Tại vì hai đứa con gái của mẹ á, chẳng biết cái gì, chẳng biết một cái gì liên quan tới nữ tính ấy. Mà mỗi một lần mẹ anh An kiểu make up hoặc là như kiểu làm tóc lên ấy, rất là đẹp ấy, thì mất thời gian làm thì nhìn rất là đẹp. Nhưng mà hai người đó thì thường như kiểu là toàn bảo là ủ dối, mẹ già rồi cần gì phải make up, mẹ già rồi cần gì phải làm tóc, mẹ già rồi cứ ăn diện làm cái gì này kia ấy. Thì mẹ anh An không thích cái điều đấy. Mẹ anh An bảo là chúng nó không như kiểu là gọi là sao nhỉ, không giúp đỡ mẹ cái kiểu công việc ấy để làm đẹp ấy, mà lúc nào cũng kiểu như kiểu gạt hết đi ấy. Cho nên là mẹ không thích điều đó. Muốn gửi quà thì gửi vào đâu, gửi quà gì hả cưng ơi? Lông mi hôm nay không hợp à? Không hợp nhưng mà mình thích. Làm gì vậy? Anh mang này làm gì? Xem phim à? Movie à? Maybe. Điên à? Maybe. Sao tự nhiên hôm nay lại đi xem movie? We have something like. Hả? Something like. Ok. Đó. Cho nên không hợp. Ôi sao vào trong đây nó xanh lè vậy? Nhìn kinh vậy. Không hợp thì là không hợp thôi chứ cũng không phải ghét nhau gì cả. Cũng không phải là ghét gọi là kinh khủng lắm. Anh ơi. Đây nhỉ. Anh book chưa? Anh book bàn chưa? Movie ticket? Not yet. Không, book đồ ăn mà, barbecue mà. Barbecue in here. I need to find where it is. Bây giờ là em từ từ nha. Từ từ là bây giờ là tìm nhà hàng đã, tìm nhà hàng ăn đã. Xong rồi vào đó buôn với các chế tiếp sau nha. Bây giờ đi đường nó hơi ồn, đi ở trong này nó hơi ồn. Nha, đợi em. Ok.